Xin chào bạn, hôm nay Villa Sierra Tuấn Đức chúng tôi sẽ tiến hành đọc hộp cái con bồn cầu một khối có cái mã hiệu là MK2. Thì cái bồn cầu MK2 này cũng mới ra mắt vào năm 2022. Thì tôi đang tiến hành đọc hộp vào năm cuối năm 2023. Thì nếu mà cái mẫu mã bao bì nó có thay đổi thì chúng ta có gắng cập nhật theo cái mẫu hiện tại nha. Thì chúng tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm ra để chúng ta xem các thành phần bên trong của bồn cầu này. Thì cái con bồn cầu một khối của Villa Sierra thì cũng là khá là nhiều mẫu mã khác nhau. Và kết cấu phụ kiện linh kiện nó cũng có cấu thành khác nhau. Thì tôi cũng không biết là mục đích của hãng như nào, nhưng mà nó cũng hơi khó chúng ta để chúng ta phân biệt. Ví dụ như bồn cầu này chúng ta để đi kèm chúng ta là cái vòi xịt là VG826 ha. Cái này nắp két sứ ha. Và kèm chúng ta là cái doăng chống hôi. Và đặc biệt là có con thỏ rời ha. Thì đối với những thương hiệu như Inac, Toto, American thì cái con thỏ rời này xuất hiện khá nhiều. Nhưng Villa Sierra thì không có nhiều mẫu có con thỏ rời này ha. Thì cái dòng này thì có. Chúng ta lưu ý là để việc so sánh giữa các bồn cầu khác nhau thì chúng ta chú ý theo dõi những cái video clip đập hộp ha. Tôi sẽ tiến hành đưa cái sản phẩm này ra. Tôi xin lỗi là nó còn một cái nắp nữa. Cái nắp này là nắp V39 nha bạn. MK2 nhưng mà dùng nắp V39. Bình thường bồn cầu của Villa Sierra thì xu hướng nó có chữ V đầu tiên. Nhưng con này là con MK2 thì tôi nhớ không lầm là viết tắt của chữ Mekong. Khả năng cái bồn cầu này sẽ phát triển cho chủ yếu cho khu vực miền Nam ha. Thì cái sản phẩm này đây là những linh kiện đi kèm cho nó ha. Ta lưu ý lúc chúng ta nhận hàng. Và cả nắp nhựa nha mày. Thì sản phẩm này đang được cung cấp ở đại lý Villa Sierra Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tm.vn để xem giá bán và đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.